Hôm nay chúng ta có 3 câu ca dao. Câu số 1, mời ô chữ. Đó, nó sẽ hiện lên như vậy. Rồi, bây giờ anh chị muốn mua ô nào? 500 ngàn ô. Mua ô đầu đi anh, để dễ biết. A1 dạ. A1. Rồi, còn gì nữa? Ô giữa đi. Không. Ô cuối hả? Ô này nè. Ô đầu, ô cuối. Ô này đi ha, B8. B8. Rồi. Và A2. Thôi, đừng có A2. Nó phải dính hai cái chữ đầu mình mới hiểu được. A1, A2, B8. Bên đây chị mất gừng lục em bát đi. Lục bát nó vần với nhau rồi. Rồi A6, B6 rồi, gì nữa? Với lại B1 A6 B6 B1. Ok, gợi ý câu ca dao nói đến công ơn của đấng sinh thành. Mở ô chữ rồi. Rồi chạy lên anh Chiên, nhanh lên, nhanh chạy đánh chứ đó. Ngọc Tự, anh Thanh, chạy không kịp hả anh? Không kịp. Bị dướng cái gì anh, dướng cái bụng hả? Không phải, chưa hiểu. À, chưa hiểu hả? Đây, Khánh, đọc đi Khánh. Công cha như núi ngất trời, phải không? À, nghĩa mẹ. Như nước. Ngời biển đông. Ôi, thua rồi. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Công cha mười triệu. Quánh thêm cái nữa em, tính thêm 1 triệu. Thử. Cái chiên của ta bằng vàng. Thử. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời biển đông. Hoặc là chúng ta có một cái gì bản là nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Đó, ngoài. Còn hai câu sau nữa, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. À, 10 triệu dành cho đội mứt gừng ngon. À, câu số 2, mời ô chữ. Gia đình mình thua cho nên được chọn trước. Cũng hai chữ đầu đi. Cũng hai chữ đầu. A1, A2. Chữ cuối luôn cũng vậy hả? Cuối luôn, nghe là anh cuối luôn. Ừ. B8, đúng không? A1, A2, B8. Mức gừng, sao nè? Cũng vậy đi. Cũng vậy luôn. A6, B6, B1. B6. B1. B1 luôn. Y chang vậy. Đang luôn. Đang hơn mà. A6, B6, B1. Đang hơn. Gợi ý, câu ca dao mượn hình ảnh bình dị, gần gũi của làng quê để nói lên sự thủy chung trong tình yêu. Mở ô chữ. Được, Khánh biết, chạy lên, nhanh lên, đánh mà. Đánh chiên. Để chưa đánh đi. Sao vậy anh? Chị Lan sao vậy chị? Chưa biết không? Để coi, khoan, từ bình tĩnh. Bên kia chưa chắc ra lời được đâu. Bây giờ lo nhớ này đi. Nghe, đọc. Cây đa cũ, bến đò xưa, bộ hành có nghĩa nắng mưa cũng chờ. Chốt chưa? Chốt. Bộ hành là gì? Nó hơi kỳ kỳ á. Để đại nghĩa trả lời kìa. Em thấy nó cũng giận mà, kỳ đâu. Giận nhưng mà coi chừng mưa xưa với mưa nè. Đúng rồi. Vần nhau nè. Rồi người ta chốt rồi mà. Rồi chốt. Rồi chốt rồi. Rồi. Ừ. Đây là đáp án. Sai. Không. Sai. Yeah. Cây đa cũ bến đò xưa, bộ hành có nghĩa nắng mưa cũng chờ. Bộ hành tức là người khách đi đường á chị. Đó, bộ hành có nghĩa thì nắng mưa người ta cũng chờ mình thôi. Nếu là ý là nếu như có tình có nghĩa với nhau thì cho dù nắng mưa khó khăn cỡ nào thì cũng sẽ chờ đợi nhau. 10 triệu cho mứt gừng. À. Ráng lên, nói chưa nãy giờ mình chưa quánh được cái chiên luôn đó anh. Đó, một đầu. Ở đây hai đứa anh lớn hết rồi. Yeah. Mà ăn nghe mốt thì tội nghiệp. Chưa đâu anh, chưa từ từ. Nhường. Biết đâu được cái phút sau anh tỏa sáng. Câu số 3 không đơn giản, mời ô chữ. Thôi chọn khác đi hai. Trung thủy nghe là anh trung thủy. Ý vậy luôn, hai cái này với cái cuối kìa. B1 B2 với A6 đi. Ngược lại. Ừ. Rồi nghe lời luôn, B1 B2 A6. B1 B2 A6. Bên đây. Thì A1 B6 đi, hai cái này đi chị. Cho em chọn cái giữa đi, hồi nãy giờ chị chọn lưỡng. B8. A1 B6 B8. Gợi ý, mời mọi người nghe một bài hát. Cốc chết nàng nhái mồ côi bấy lâu. Chàng yêu nó bèn đi hỏi, nhái lắc đầu nàng lại chẳng ưng, lắc đầu chẳng ưng. Còn ếch ngồi ở sau lưng. Đó, đây là bài Lý Con Cóc. Gì à? Câu ca dao của chúng ta là một cái lời tỏ tình ngộ nghĩnh, dí dỏm, đậm chất Nam Bộ. Một lời tỏ tình ngộ nghĩnh nha. Mở ô chữ. Hả? Anh Tâm Thanh đang quánh chiên. Quánh. Quánh đi. Hay quá anh ơi. Quánh đại chứ chưa nhớ gì hết. Ủa gì kỳ vậy? Con cóc. Con cóc. Con cóc gì à? Nó nhảy bưng bưng. Con nhảy con, rồi. À,
nó kêu con nhái mày ưng kêu rồi nó đàn tóc nó nhảy bưng bưng nó kêu cái quệt biểu ưng cho rồi đó kêu ập lại nguyên câu rồi mình chốt nè con cóc nó nhảy bưng nó nhảy bưng bưng nó kêu ập ập không nó kêu cái quệt biểu ưng cho rồi chốt chưa chốt quệt nghe lạ lắm á ập ập đi không bị gì người ta đổi từ hết rồi cái quệt kỳ lắm á nha cái quệt kỳ lắm á nó kêu ập ập nó kêu cái quệt giờ cái quệt hay ập ập lạ lắm cái quệt là nó kêu quệt quệt chứ ộp ộp là con heo dạ anh chị đừng tranh cãi nữa em công bố ngay đây dạ thưa anh thưa chị đây là đáp án sai nha ủa gì hả chị sai nha nha nói chung là mình sai câu đầu em tiết lộ luôn câu sau là anh Thanh đúng nha chị Lan nha à dạ nó kêu cái quệt luôn dạ hả? Đúng nha chị nha sai câu đầu thôi con ếch mà mình kêu con cóc hả bài này bài con cóc mà hồi nãy đúng vậy rồi. Nó con cóc mà con cóc thì đó là cái bài lý con cóc hết nhưng mà còn cái chuyện trong câu cái dao này để con cóc con ếch hay con trùng gì kể nó biết dao này là con nhái mình được quyền không thì được quyền cái ơi đi vậy con nhái hả con nhái đánh chiên không đánh chiên tốn 1 triệu Đại Nghĩa sẽ mở một cái lượt mua bán vậy mình mua A2 mua A2 mua A2 rồi còn gì nữa không thì thôi câu đó thôi chị hả chị nhưng mà giờ nè bên đây mua một ô bên kia muốn mua không mua ô nào mua A2 luôn rồi vậy mình mua anh ơi mua bên này mua mà anh mua A3 4 anh mua A3 4 bên đây vậy thôi A5 luôn cho đội A5 đi A2 với A5 A2 A5 nha tức là bây giờ mở cái câu này lên bên nào chạy trước mà nó thắng ok anh lẹ lắm chạy đại đi chuẩn bị nha đại để Đại Nghĩa đã tiết lộ cho mọi người nghe rằng câu trên là câu sai còn câu dưới là đúng rồi chuẩn bị mở chữ chưa mở mà anh chạy lên mở rồi anh chạy lên mở rồi mở rồi anh Thanh đọc con ếch ngồi giữa góc bưng nó kêu cái quệt hả gì nữa biểu ưng cho rồi nó kêu cái quạt biểu ưng cho rồi em muốn sửa lại ọp ọp không chị Lan không nói chốt chưa chốt đây là đáp án chính xác còn gì nữa không đúng 10 triệu cho thịt con vịt thấy chưa như vậy là chúng ta đã đi qua vòng 1 với 3 câu cà dao số tiền thưởng của hai đội như sau mức gần 32.500.000 quá ngon thịt kho hộp vịt 22.500.000 trời ơi cũng còn ngon và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của sao hay chữ thưa quý vị chúng ta đang đến với vòng 2 và vòng này có tên là ô chữ độc quyền